Chương 1, xuyên qua, nghe chọn bộ tại mê audio com Đừng có mà bỏ vô đường. Đừng trời ơi bỏ vô rồi trừ một cô gái nói với giọng trong trẻo kèm theo sự hồi hộp này đừng. Đừng vào trong cô mà vào là chết đấy, cô gái đó hoảng hối nói rồi hét lên, cô ta vào rồi, Trần Thiên Tiết sao cô lại ngốc như vậy hả, cô gái đó khóc không ra nước mắt la lên, hứa vi vi đâu ra đây cho bà trời ơi trái nhà ủa thiên tiết sao cậu lại ở đây, hứa vi vi hoảng hối chạy trên tay còn cầm một sấp tiền, cái này là cái gì đây hả, hoàng thiên tiết cầm cuốn chuyện lên lạnh giọng nói, cái đó là... Thiên tuyết cậu đừng nói với tớ là cậu đọc rồi nha hứa vi vi đột nhiên chuyển sang chủ đề hoảng hốt nói trở về 20 phút trước nào hứa vi vi ơi là hứa vi vi sao mày lại viết chuyện hay tới như vậy mới đây mà đã bán được 56 cuốn rồi, cô gái tên Hứa Vi Vi đó tự biên tự diễn nói rồi cười để vô đếm coi được bao nhiêu tiền, Hứa Vi Vi đặt cuốn truyện xuống ghế sofa rồi đi, Vi Vi à. Một cô gái mở cửa đi vô thấy cuốn truyện nằm trên ghế hưng phấn cầm lấy ngồi xuống đọc, hết 20 phút, sao cậu lại làm như vậy hả? Hoàng Thiên Tuyết lạnh giọng nói, bình tĩnh đi đã Thiên Tuyết hứa vi vi cười cười nói bình tĩnh hoàng thiên tiết trừng mắt lên khi nghe hai chữ bình tĩnh của hứa vi vi rồi tung ra một chàng dài cậu nghĩ sao mà tớ có thể bình tĩnh được hả hứa vi vi nghĩ thử xem cậu viết tên ai không viết lại viết ngay tên tớ cho cái cô nữ phụ trong chuyện đã vậy còn là một người kiêu ngạo đanh đá không có bạn bị nhiều người ghét nữa chứ tớ nói cho cậu biết hứa vi vi bây giờ, cậu sửa lại cuốn chuyện đó liền và ngay lập tức cho tớ. Ốc xin lỗi, thiên tuyết cái cuốn chuyện tớ. Tớ cho xuất bản rồi hứa vi vi nói với vẻ hối lỗi xuất. Xuất bản dầm, hai từ, xuất bản, mà hứa vi vi nói như xét đánh ngang tai cô thiên tuyết à tớ xin lỗi tớ hứa sẽ không có lần sau hứa vi vi chưa kịp nói hết thì hoàng thiên tuyết đã chen vào nói với giọng cảnh cáo con có lần sau không sẽ không có đâu thiên tuyết à cậu nghe tớ nói lúc đó tại tớ bí quá nên mới ghi tên cậu cho cái cô nữ phụ đó hứa vi vi giải thích cho cô hiểu nhưng đáp lại cô chỉ có hai từ im lặng với lại thiên tuyết à chuyện thì đã xuất bản rồi tên thì cũng đã lỡ đặt rồi cho nên đâu phải Hứa Vi Vi cố nuốt bốn chữ, muốn sửa là sửa á à, với lại họ khác nhau mà cậu sợ gì hứa Vi Vi bĩu môi với cô Hoàng Thiên Tuyết khó hiểu nói ư ừ thì cậu họ Hoàng cái cô nữ phụ đó họ Trần. Đó, thấy khác nhau chưa Hứa Vi Vi cười cười nói nhưng mà. Hoàng Thiên Tuyết chưa kịp hết hứa, Vi Vi đã chen vào, còn nhưng nhị gì nữa họ khác nhau là được rồi, thôi tớ về đây à cho tớ mượn cuốn này. Hoàng Thiên Tuyết nói cầm cuốn chuyện rồi đi ra khỏi nhà hứa Vi Vi. Tại nhà Hoàng Thiên Tuyết, Hoàng Thiên Tuyết bước vô nhà như người mất hồn, không thể tin được là đứa bạn thân duy nhất của cô hứa Vi Vi lại làm như vậy. Trời ơi, tức chết mà! Hoàng Thiên Tuyết ôm mặt than, cũng tại mày làm tao bực đó cái cuốn chuyện đáng ghét này. Cô cầm cuốn chuyện lên lạnh giọng nói cô ném cuốn chuyện vào tường rồi hét lên mày đi chết đi hoàng thiên tuyết đi ra khỏi phòng mình rồi ra phòng khách ngồi lên ghế sofa bật phim coi ai ngờ lại bật chúng phim tình cảm hích hết đang coi được nửa chừng thì hàng nước mắt đua nhau rơi xuống khuôn mặt thiên thần của hoàng thiên tuyết ép sao lại làm làm như vậy dù thế nào thì nữ phụ c cũng là con người mà hích Hích hả hết rồi à chán thế ngay lúc Hoàng Thiên Tuyết đang khóc hết mình thì trên tivi lại ra chữ N khiến cô thở dài hai, thật là. À, à à à Hoàng Thiên Tuyết định quay đi nhưng sao sàn nhà lại trơn như vậy và thế là cô đã té. Do té mạnh quá nên cô đã bất tĩnh nhân sự vâng, đây là lần đầu Mini TT viết chuyện nên chưa có nhiều kinh nghiệm cho lắm mong các nàng thông cảm và cũng mong các nàng đừng ném đá. Nếu có ném thì ném nhẹ thôi đừng mạnh quá cảm ơn các nàng nhiều và cũng yêu các nàng nhiều lắm sao cúi đầu sao. Chương 2, ta là nữ phụ sao? Nghe chọn bộ tại mê truyện audio.com. Ưm, um, đau 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 Hoàng Thiên Tuyết vừa mở mắt ra đã cảm nhận được toàn thân đau nhức khinh khủng quái lạ, cô chỉ trượt chân té thôi mà làm như là té từ lầu ba xuống hay sao mà đau dữ vậy nè tiểu tiết con tĩnh rồi trừ một người phụ nữ khoảng 30 đến 40 tuổi gì đó đang khóc bên cạnh cô cô. Là ai Hoàng Thiên Tiết thắc mắc hỏi tiểu. Tiểu tiết đừng làm, làm mẹ sợ người phụ nữ đó hoảng hốt nói mẹ Hoàng Thiên Tiết dùng mình một cái. Mẹ sao, cô làm gì có mẹ? Nghe chú cô nói là ba mẹ cô đã mất rồi mà bác, à con tên là gì với yêu hoàng thiên tuyết cảnh giác nói. Đúng vậy, cô mong là đừng chúng phải cái tên đó. Cái tên mà ám ảnh cô từ cái ngày đọc truyện cho đến nay cần hỏi gì kỳ vậy. Con là thiên tuyết con gái của mẹ người phụ đó nhíu mày nói vậy còn họ thì sao à, à hoàng thiên tuyết mong là đừng chúng ngay cái họ đói con họ trần người phụ nữ đó cứ nghe cô hỏi là trả lời trần. Thiên tuyết dầm, không thể tin được cái tên này không phải là tên của cái cô nữ phụ trong chuyện mà hứa vi vi viết sao. Chẳng lẽ, cô xuyên qua sao tiểu tiết con sao vậy người phụ nữ lo lắng hỏi cô cần không sao mẹ yên tâm mà hoàng thiên tuyết nghĩ thôi thì cứ nhận đại đi ở thế giới kia cô không có ba, có mẹ. Nhưng bây giờ có mẹ rồi ngu gì không nhận, được rồi, con nghỉ ngơi đi khi nào khỏe thì con có thể xuất viện." Mẹ cô xoa đầu cô dịu dàng nói, "Tới đây mình kêu là Trần Thiên Tuyết luôn nha." Dạ. Bây giờ Trần Thiên Tuyết chẳng biết gì thêm ngoài việc trọng đại của cô đó là ngủ sau khi ngủ xong Trần Thiên Tuyết chẳng biết làm gì nên lên sân thượng để hóng mát, tại sao cô lại ở đây?" Một giọng nam tính kèm theo sự kinh thường vang lên sau lưng cô. Trần Thiên Tuyết vừa quay người lại thì mắt cô sáng rực lên. Trước mặt cô là một chàng trai cao khoảng 1m75, mái tóc màu bạch kim. Mặt một bộ vest màu đen sang trọng và quý phái. Áo sơ mi mở hai nút đầu lộ ra bờ ngực rắn chắc. Khuôn mặt lạnh lùng nhìn cô. Trời ơi, quả thật là Mỹ Nam sao lại có thể đẹp đến như vậy. Trần Thiên Tuyết cô định loạn luân với tôi à anh ta nhếch môi lạnh giọng nhìn cô anh là ai dầm, hai từ, loạn luân, như xét đánh ngang tai cô. Loạn luân sao, theo logic của cô thì chắc chắn người này là người được ba mẹ của thân chủ nhận về nuôi Trần Hạo Thiên đây sao? Trần Thiên Tuyết cô định giả điên với tôi đấy à Trần Hạo Thiên nắm chặt tay cô cười lạnh nói đau. Đau quá Trần Thiên Tuyết cố dẫy dụa thoát ra khỏi anh cô cũng biết đau à, vậy khi cô làm với tiểu mai cô có từng nghĩ em ấy có đau đến mức nào hay không trần hạo thiên không ngừng hét vô mặt cô tôi không biết không biết cái gì hết trần thiên tuyết cũng không phải dạng vừa mà hét lại rồi cắn vào tay anh do cắn mạnh nên anh buông cô ra nhân cơ hội cô chạy đi kể từ giờ phút này cô đang chạy như chưa từng được chạy Đến phòng, cô nhìn thấy mẹ với một người đàn ông đang ngồi nói chuyện với nhau. Mẹ à, Trần Thiên Tuyết mỉm cười với bà rồi nhìn sang người đàn ông rồi hỏi, ai vậy mẹ, ba con, bà nhìn ông rồi nhìn cô, ba. Trần Thiên Tuyết nhìn ông rồi rồi hai hàng nước mắt rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô. Cô chạy lại ôm hai người khóc nước nở tiểu tiết con làm sao và dông xoa đầu cô lo lắng hỏi cần xin lỗi Trần Thiên Tuyết tự nhiên lại cảm thấy có lỗi với hai người. Có thể là do thân chủ trang ngoan đừng khóc nữa. Ngày mai con có thể xuất viện rồi bà an ủi cô có thật không mẹ Trần Thiên Tuyết mừng rỡ nói như hai ông bà nhìn cô bằng ánh mắt đầy trìu mến. Cả ba người nói chuyện suốt cả đêm mà quên cả ngủ nam chủ thứ nhất đã lên sàn rồi các nàng ơi. Chép sau, nữ chủ và hai nam chủ nữa sẽ xuất hiện. Chúc các nàng đọc vui vẻ chương 3, trần hạo thiên nghe chọn bộ tại mê truyện audio com xuất viện xuất viện trần thiên tuyết hưng phấn vì hôm nay được xuất viện cô sẽ không còn phải ở đây nữa xem ra cô rất vui thì phải trừ một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng hoàng thiên tuyết cô dùng mình một cái anh là ai sao anh lại ở đây hoàng thiên tuyết nói với giọng đề phòng sao tôi lại không thể ở đây người con trai đó nhếch môi nhìn cô anh mau đi đi Trần Thiên Tuyết nhíu mày đuổi hắn đi, đi thôi, hắn kéo tay Hoàng Thiên Tuyết đi, này này tôi đâu có biết anh là ai. Với lại anh muốn dẫn tôi đi đâu này đừng. Nói là, là anh định. Theo phản xạ Hoàng Thiên Tuyết định dùng hai tay che ngực lại nhưng một tay đã bị hắn giữ nên cô chỉ dùng một tay che lại Trần Hạo Thiên. Về nhà, cô nghĩ tôi sẽ loạn luân với cô à? Trần Hạo Thiên dừng lại xoay qua nhìn cô lạnh giọng nói không ý tôi là trần thiên tuyết nhận ra đây là cái tên tối qua lớn tiếng hét vào mặt cô cái tay của cô cũng nhờ hắn mà bây giờ sưng đây này hắn không nói gì chỉ kéo cô đi lên xe hắn không thể tin được đây là trần thiên tuyết đây sao lúc trước cô còn bám lấy hắn dai như đĩa không chịu buông vậy mà bây giờ chỉ mới thấy hắn cô lập tức đuổi đi trần thiên tuyết sau khi tĩnh lại đã thay đổi hoàn toàn điều đó khiến hắn cảm thấy rất thú vị đến Trần Gia Oa đẹp quá Trần Thiên Tuyết mở to hai mắt ra. Đây là nhà hay là cung điện vậy? Biệt thự này còn to hơn biệt thự của bạn thân cô Hứa Vi Vi và chú của cô nữa. Còn đứng đó làm gì? Trần Hạo Thiên nói rồi bước vào cổng. Này đợi tôi với. Trần Hoàng Tuyết đang chiêm ngưỡng căn biệt thự say xưa thì giọng nói của hắn lại cứ vang lên. Cô nhìn lại thì thấy hắn đã đi rồi cô vội đuổi theo ấn con chào ba mẹ Trần Hoàng Tuyết vui vẻ chào hai người rồi nhìn sang ba người đang nhìn cô ai vậy ba mẹ con quên rồi sao? Đây là em con Trần Thiên Mai. Còn đây là Nguyễn Quốc Quyền Anh họ con và Nguyễn Quốc Minh quân em họ con, bà nói cho cô biết, chị hai, Trần Thiên Mai cất giọng nói trong trẻo lên kèm theo sự giả tạo, ờ. Trần Thiên Tuyết cảm thấy dùng mình vì hai chữ, chị hai, của Trần Thiên Mai. Nó giả tạo hết sức tưởng tưởng, quyền, quân sao hai con không nói gì đi, ba cô nãy giờ im lặng cũng lên tiếng, chào, hello, cả hai anh em đồng thanh, ờ, Trần Thiên Tuyết theo phản xạ trả lời lại. Con lên phòng đây, trước khi lên, cô lấy một chai nước để uống. Vừa mới bước tới phòng phụt, khụ, khụ Trần Thiên Tuyết chừng mắt lên nhìn căn phòng. Sao cái gì cũng màu hồng hello kitty hết vậy trời đèn hồng, tường hồng, giường hồng, cửa hồng, tủ hồng, ngay cả tivi cũng màu hồng. Đây là địa ngục hả trời? Cô thích màu xanh dương cơ mà. Không được, phải đổi lại hết mới được. Không thể nào mà sống một cuộc sống toàn màu hồng. Ghê chết đi được mà cái gì vậy trời trần thiên tuyết chừng mắt lên nhìn đống quần áo. Áo thì mỏng, hở hang. Toàn là váy không có quần. Váy thì ngắn đến nỗ thấy được cả mông. Nói chung là quá thiếu vải sao mà có thể mặc như vậy mà đi ra đường. Trần Thiên Tuyết ơi là Trần Thiên Tuyết bộ cô là thánh hay sao mà mặc mấy cái bộ này. Tại sao tôi lại xuyên qua cô cơ chứ? Thật là ba mẹ con muốn thay đổi phòng lại thành màu xanh dương. Với lại con muốn mua vài bộ quần áo mới. Mấy bộ quần áo trên đó ba đem cho ai đi chứ con không mặc đâu, Trần Thiên Tuyết lật đật chạy xuống nói với hai người, được rồi hai người như không tin vào tay mình từ khi tĩnh lại cô đã thay đổi hoàn toàn không còn như trước. Nhưng như vậy cũng tốt, chỉ cần không phải là chân thiên tiết như lúc trước kiêu ngạo, đanh đá là được rồi vậy là nữ chủ và hai nam chủ nữa đã xuất hiện. Đố các nàng là còn bao nhiêu nam chủ nữa? Nếu nàng nào đoán chúng thì ta sẽ thêm tên nàng đó vào chuyện coi như là phần thưởng. Nàng nào muốn hãy CMT bên dưới dùm ta nhé. Chương 4 bạn mới nghe chọn bộ tại mê audio com này anh họ đi từ từ thôi trần thiên tuyết khóc không ra nước mắt nhìn nguyễn quốc quyền đang đi trước mình trần thiên tuyết cô đừng có mà giả tạo như vậy nguyễn quốc quyền dừng lại lạnh giọng nói với cô giả tạo cái đầu anh có phải biết tôi vừa mới xuất viện cho nên mới bắt tôi đi nhanh vậy chứ gì Bộ anh muốn tôi tăng huyết áp chết luôn à?" Trần Thiên Tuyết nghiến răng nhấn mạnh hai chữ "huyết áp" rồi trừng mắt lên nhìn Nguyễn Quốc Quyền đang ở trước cô bằng đôi mắt căm hận. Tùy cô nghĩ sao thì nghĩ, Nguyễn Quốc Quyền nhếch môi rồi đi tiếp. Hắn nghĩ sao cô lại thay đổi nhanh như vậy? Lúc trước còn bám theo hắn dai như vậy, gặp hắn thì toàn nói những câu, nhưng còn bây giờ lại nói những cái như câu như gặp người xa lạ trần thiên tuyết cô sao khi xuất viện đã thay đổi hoàn toàn để tôi coi cô còn giả tạo được bao lâu này này anh đi đâu vậy đợi tôi với trần thiên tuyết thấy hắn đi vội đuổi theo cái gì mà cô muốn nghĩ sao thì nghĩ mắc cười ghê ý hắn là muốn cô tăng huyết áp thật à đừng đùa chứ cô còn yêu đời lắm còn ba mẹ tại sao lại bắt mình đi với tên này cơ chứ này để bà nói cho mà biết nhá nếu như không phải bị ép đi thì bà còn lâu mới đi đấy ở đó mà mà trời ơi cô hận cô hận quá mà trở về một tiếng trước nào mẹ à con muốn mua đồ mới trần thiên tuyết nhõng nhẽo với bà như một đứa con nít ba tuổi tiểu tuyết à tủ đồ của con đã nhiều rồi con còn muốn mua thêm nữa à bà nhíu mày mình cô đúng rồi đó chị đồ chị nhiều đã nhiều lắm rồi còn mua thêm làm gì Trần Thiên Mai hùa theo bà rồi nhìn cô mẹ à, con không muốn mặc mấy bộ đó đâu. Mẹ đem cho hay mẹ mặc cũng được, chỉ cần đừng cho con thấy mấy bộ đó là được rồi Trần Thiên Tuyết bĩu môi nói với bà rồi quay sang nhìn Trần Thiên Mai lạnh giọng nói tôi có mua đồ hay làm gì cần cô chỉ giáo à ấm. Em không có ý đó Trần Thiên Mai rưng rưng nước mắt nhìn cô đủ rồi. Tiểu tuyết à tiểu mai nó còn nhỏ cho nên con đừng chấp nhất nó con đi mua đồ một mình thì nguy hiểm lắm. Để Tiểu Mai đi chung với con đi, ông nhíu mày nhìn hai người, bà ơi, con lỡ có hẹn với bạn rồi, Trần Thiên Mai trong lòng cười khoái chí rồi cố làm vẻ tiếc nuối nói với ông. Vậy thì cô cứ đi với bạn của cô đi, Trần Thiên tuyết bĩu môi nhìn Trần Thiên Mai. Không sao, cô ta không đi với cô thì càng tốt Tiểu Mai thì có hẹn với bạn. Hạo Thiên cũng vậy hay là để quyền với quân đi bà nói một hồi rồi nhìn sang hai người mẹ mẹ à con đi một mình mình là được rồi trần thiên tuyết nhìn hai tên đó mà mồ hôi hột từng do chảy xuống cái gì kêu cô đi chung với hai tên đó à đừng đùa chứ có biết hai tên đó ai hay không hả là nguyễn quốc quyền và nguyễn quốc minh quân đó trong chuyện nguyễn quốc quyền là nam chủ thứ hai và cũng là người nguy hiểm thứ ba trong số các nam chủ hắn nổi tiếng là người lạnh lùng, tàn nhẫn và biến thái nhất trong chuyện và điều đáng sợ hơn là chính cái tên đáng ghét này đã ra lệnh cho 5,6 tên đàn em cưỡng hiếp thân chủ. Còn em của hắn Nguyễn Quốc Minh Quân, nam chủ thứ ba và cũng là người nguy hiểm thứ hai nhất trong chuyện. Nhỏ hơn thân chủ một tuổi, anh là con nuôi của Nguyễn Gia. Lúc trước anh là người hoạt bát, vui vẻ. Nhưng sau cái chết của bạn gái anh thay đổi hoàn toàn không khác gì hắn. Sau cái chết của bạn gái, anh qua Mỹ sống đến tận 5 năm nhưng sau 5 năm đó anh lại trở về. Điều khi lạ nhất là khi trở về anh nói toàn tiếng Anh không nói một từ tiếng Việt nào. Khiến cho mọi người khó hiểu. Cô dùng mình một cái theo phản xạ lùi xuống mấy bước. Sorry, now I have to go then. Xin lỗi, tôi có chuyện phải đi bây giờ. Nguyễn Quốc Minh quân lạnh giọng nói rồi đi he to go by, anh cứ đi đi tạm biệt, Trần Thiên Tuyết nhìn theo bóng của anh trong lòng cười khoái chí. Đúng đấy, anh đi đi hẹn ngày không gặp lại. Ngay bây giờ, cô chỉ cần hắn đi thôi là cô sẽ được tự do ha 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 cần sẽ đi với tiểu tuyết Nguyễn Quốc Quyền Dường như hiểu được ý của cô nhếch môi một cái rồi nhìn sang hai người lạnh giọng nói cái. Cái gì Trần Thiên Tuyết như không tin vào tay mình? Hắn nói sẽ đi với cô sao? Cái gì, không phải hắn ghét cô lắm mà sao lại đồng ý nhanh như vậy? Đi thôi Nguyễn Quốc Quyền nhìn cô rồi cười lạnh này đợi tôi với Trần Thiên Tuyết bây giờ khóc không ra nước mắt nhìn hắn đang đi trước cô. Nếu như bây giờ mà không đi thì cô sẽ phải mặc mấy bộ thiếu vãi đó. Trời ơi, thà đi chung với hắn còn hơn hết một tiếng này, sao anh lại mua nhiều đồ quá vậy? tôi biết anh mua cho tôi nhưng cũng đừng mua nhiều như vậy chứ Trần Thiên Tuyết nhạc nhiên nói trên tay vẫn cầm một đống đồ ai nói tôi mua cho cô Nguyễn Quốc Quyền quay lại nhìn cô Hà. Không phải mua cho tôi à Trần Thiên Tuyết chừng mắt lên nhìn hắn cái này là tôi mua cho tiểu mai Nguyễn Quốc Quyền chỉ vào đống đồ trên tay cô rồi cầm lấy chúng cười lạnh cảm ơn cô đã cầm đồ dùm tôi. Bây giờ tôi trước cô muốn làm gì thì làm môi rời ơi Trần Thiên Tuyết hóa đá trước câu nói của hắn bỏ cô ở đây thì cô về bằng gì cái tên lạnh lùng sắt đá này cô tức giận bước vào cửa hàng bán quần áo nhìn qua nhìn lại thấy một bộ đồ ngủ hình hello kitty màu xanh dương cô quyết định bằng mọi giá nào cũng phải có được bây giờ cô muốn phóng lại cầm lấy bộ đồ đó ngay nhưng cái gì đây cô chưa kịp chạy lại đã có một cách tay cầm lấy đó là một cô gái nhìn rất xinh đẹp Cô gái đó có khuôn mặt nhỏ, hình trái xoan, làn da thì trắng như em bé, tóc ngắn ngang vai màu nâu hạt rẻ. Trời ơi, số đo ba vòng chuẩn không cần chỉnh bạn gì ơi Trần Thiên Tuyết nhìn thấy cô gái đó định đi vội chạy lại bạn kêu mình hà cô gái đó xoay lại nhìn cô bạn. Bạn có thể nhường mình cái. Cái đó được không Trần Thiên Tuyết chỉ chỉ vào bộ đồ cô gái đó đang cầm cái này á hả? Ừm bạn cầm đi cô gái đó nhìn bộ đồ rồi đưa cho cô thật thật sao cô không ngờ trên đời này lại có người tốt như vậy ư ừ, bạn cứ lấy đi cô gái đó cười nhìn cô cảm ơn bạn nha mà bạn tên gì vậy trần thiên tuyết cầm lấy rồi hỏi cô mình tên nguyễn diệu linh còn bạn cô gái đó trả lời cô mình là hòa à không trần thiên tuyết cô mỉm cười nhìn nguyễn diệu linh tên bạn đẹp thật đấy nguyễn diệu linh ngạc nhiên nói với cô tên bạn cũng đẹp mà trần thiên tuyết cười nói cô alo dạ dạ con về liền trần thiên tuyết định nói tiếp thì chuông điện thoại lại reo lên cô cần điện thoại lên nói rồi tắt máy mình có chuyện phải đi rồi tạm biệt cậu nha diệu linh trần thiên tuyết nhìn nguyễn diệu linh rồi đi tạm biệt thiên tuyết nguyễn diệu linh hình theo bóng cô đang khuất dần Nguyễn Diệu Linh nghĩ có duyên nhất định sẽ gặp lại cô. Nguyễn Diệu Linh cười một cái rồi đi. Trương Nam, cái gì bắt cô đi học à, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Thưa ba mẹ con mới về Trần Thiên Tuyết về đến nhà lấp ló ở cửa coi hai người còn thức không bởi vì bây giờ là 11 giờ đêm. Cũng tại cái tên Nguyễn Quốc Quyền đó bỏ cô ở lại hại cô phải đi bộ về. Đáng lý ra là phải đi taxi nhưng mà lấy hết tiền mua bộ đồ ngủ đó rồi còn tiền đâu mà đi tiểu tiết trừ một giọng nói hốt hoảng kèm sự lo lắng hét lên mẹ. Mẹ Trần Thiên Tiết dùng mình nhìn bà. Giờ này bà còn thức sao? Không lẽ bà tốt đến mất đợi cô về rồi mới ngủ à tiểu tiết con có sao không bà nhìn Trần Thiên Tiết nước mắt rơi như mưa lo lắng hỏi giật Trần Thiên Tiết khó hiểu nhìn bà. Cái gì mà có sao không? cô vẫn còn bình thường mà mẹ hỏi con có sao hay không bà nhíu mày lặp lại lần nữa nhìn cô dạ không không sao trần thiên tiết theo phản xạ mà trả lời chứ chẳng biết chuyện gì đang xảy ra vậy thì tốt không sao thì tốt rồi bà thở dài nhẹ nhõm mà có chuyện gì vậy mẹ trần thiên tiết hỏi bà không biết chuyện gì mà làm bà lo lắng giữ vậy quyền nói con đang đi chung với nó rồi đột nhiên không thấy con đâu nó đi tìm con khắp nơi mà không thấy bà nhìn trần thiên tuyết lo lắng nói đi chung không thấy tìm khắp nơi trần thiên tuyết hóa đá với những câu bà vừa mới nói cái gì mà đi chung rồi không thấy cô đâu không phải hắn bỏ cô lại sao còn cái gì mà tìm cô khắp nơi mà không thấy nói dối vừa thôi chứ cô còn nhớ trước khi đi hắn nói với cô một câu tôi đi trước đây cô muốn làm gì thì làm cái tên trời đánh này tức quá mà mẹ à không phải trần thiên tuyết chưa kịp nói xong đã có một giọng nói lạnh lùng chen vào cô à nếu như tiểu tuyết đã về rồi thì cô không cần lo lắng nữa sao anh ta lại ở lại hả mẹ trần thiên tuyết nhìn thấy hắn trong lòng máu nổi lên sùng sục như muốn ăn tươi nuốt sống hắn bà mẹ quyền đi du lịch nên quyền sẽ ở tạm nhà mình một thời gian bà nhìn cô giải thích mẹ à anh ta có thể ở khách sạn được mà trần thiên tiết nhíu mày nhìn bà ở đó anh không quen nên anh mới ở đây nếu như em không thích thì không cần ở đây cũng được nguyễn quốc quyền nhún vai nhì cô anh trần thiên tiết cứng họng nhìn hắn cái gì ý hắn là muốn đuổi cô đi sao này này từng có tưởng là lớn hơn cô thì muốn làm gì thì làm nha nhưng mà khoan đã nếu như hắn ở đây thì thì nguyễn quốc minh quân cũng sẽ sẽ nghĩ đến đây thôi thì mặt cô đã tái xanh lại tiểu tiết à con sao vậy bà nhìn sắc mặt của cô lo lắng hỏi không không thể nào trần thiên tiết vội vàng chạy vào phòng khách vừa mới tới thì nhìn thấy nguyễn quốc minh quân đang ngồi cầm điện thoại đang làm gì đó sao lại như vậy cuộc đời cô chưa đủ khổ hay sao mà lại thêm hắn vào nữa không được nếu như cô sống với hai anh em hắn thì đâu khác gì phải sống trong địa ngục không không thể như thế nhất định phải đuổi họ đi càng xa càng tốt mới được canh. À không em họ, Trần Thiên Tuyết nhìn chằm chằm vào Nguyễn Quốc Minh quân rồi chợt nhớ thân chủ lớn hơn anh một tuổi nên vội sửa lại. What are you doing here so chị đang làm gì ở đây vậy? Nguyễn Quốc Minh quân lạnh lùng nhìn cô, chị. Chị Trần Thiên Tuyết quên rằng anh chỉ nói bằng tiếng Anh nên liền cứng họng nhìn anh. Trình độ tiếng Anh của cô không phải giỏi cũng không phải dở nói chung là cũng tạm được nhưng nói ngày nào cũng phải nghe tiếng Anh như vậy thì làm sao mà sống nổi. Cô chợt nhớ là trong chuyện anh hiểu được tiếng Việt cho nên nên cười cười nhìn anh rồi tung ra một chàng dài ầm họ ạt. À. Chị biết em đã quen sống ở những nơi sang trọng và sạch sẽ. Em nhìn đi cái nhà này nhìn sạch vậy thôi chứ nó bẩn vô cùng. Cho nên chị khuyên một câu em đừng nên sống ở đây. Em với anh họ nên sống ở khách sạn đi tối nhất so sister one to chay ego, vậy chị muốn đuổi tôi đi, Nguyễn Quốc Minh quốc nhíu mày nhìn cô thì. Thì cũng không hẳn là vậy chị chỉ muốn tốt cho em thôi, Trần Thiên Tuyết nhìn thấy anh nhíu mày liền lùi xuống mấy bước, I am not familiar at the hotel tôi không quen ở khách sạn. Nguyễn Quốc Minh quân nhún vai nhìn cô rồi đứng lên chuẩn bị đi lên phòng, không? Không quen Trần Thiên Tuyết chừng mắt lên nhìn anh cái gì mà không quen đùa nhau à nhưng mà sao anh với hắn trả lời y chang nhau vậy cô thấy anh định đi hoảng hốt chặn anh lại rồi trong đầu cô hiện lên hai lựa chọn thứ nhất là khi anh đang đi chạy lại ôm lấy chân anh rồi khóc lóc kêu gào cầu xin miễn sao anh không ở đây là được thứ hai là cứ để anh ở tạm vài ngày Cô phân vân không biết chọn cái nào nên cứ đừng mãi mà không biết anh đã đi mất tiểu tiết à sao con đứng ở đó hoài vậy bà thấy Trần Thiên Tiết cứ đứng ở đó thắc mắc hỏi cần. Ủa em họ đâu rồi, Trần Tiết giật mình một cái rồi nhìn xung quanh mà không thấy anh đâu rồi nhìn sang bà hỏi, quân hả, hình như là lên phòng rồi, bà nhìn cũng nhìn xung quanh rồi nói với cô. Vậy còn anh họ đâu rồi mẹ, Trần Thiên Tiết không vui nhìn bà, chắc nó cũng lên phòng rồi à mẹ quên nói với con là ngày mai con đi học đó, bà mỉm cười nhìn Trần Thiên Tiết, vâng, con biết. Mà mẹ vừa mới nói đi. Đi học à Trần Thiên Tiết dùng mình một cái vì hai chữ, đi học của bà. Cô chỉ mới có 15 tuổi vòn thân chủ 17 tuổi lận đó. Vậy nghĩa là cô từ lớp 9 rồi xuyên qua lên lớp 11 học à? Đùa nhau à mẹ à, con phải đi học thật sao? Trần Thiên Tuyết bĩu môi nhìn bà tiểu tiết à, dạo này mẹ thấy con dạo này kỳ lạ lắm bà nhíu mày nhìn cô cần á, đâu có đâu mẹ. Đi học chứ có gì đâu ngày mai con đi liền. Thôi con buồn ngủ rồi con đi phòng đây. Tạm biệt mẹ, Trần Thiên Tuyết nhìn bà nói rồi phóng lên phòng một cách nhanh chóng. Hai, vậy là ngày mai cô sẽ phải đi học thật sao? Trời ơi, không muốn đâu. Mà khoan cô đường đường là băng chủ cơ mà sợ gì chứ? Kẻ nào dám đụng đến cô hay là gia đình cô, cô nhất định sẽ bắt chúng trả gấp 10 lần. Họ ó